Mẹ ơi, nhanh ra đây mẹ, ba con nói bụng có xíu nè. Biết rồi, để mẹ lấy sữa nhanh cho. Nhanh đi. Lấy sữa cho nè. Mẹ con ốm quá. Đó, lấy sữa qua rồi. Mẹ ơi, mẹ ba không chào đây mẹ. Ừ, con chào đi. Mẹ nói chào rồi. Nói chào nào? Nói chào này. Chưa có chào, con chào đi. Nè. Xin chào cô chú, xin chào các bạn, chào anh, chào chị, chào những người, chào các bạn yêu, chào mẹ yêu. Trời, sao thở dài vậy? Chú An, sao thở dài? Con hôm nay con ăn gì giới thiệu cho con chú nè. Hôm nay con ăn cái này không biết luôn. Ăn nào không biết luôn hả? Hôm nay mình ăn thịt nướng nè. Thịt nướng, hôm nay ăn thịt nướng mì. Mì, xin chào. Mẹ, cho nói hết mà. Nói gì nữa? Hôm nay thịt nướng. Ừ. Mì. Mì. Ờ. Ừ. Sữa. Rau. Rau. Cao. Rồi được rồi đó. Cả nhà ơi, hôm nay mình ăn thịt heo nướng, thịt ba chỉ nướng với lại ở đây có sốt mì nướng cùng kim chi, cả nhà ăn gói rau. Ăn thôi. Ừ. Có ăn mì hay ăn kim chi nè? À, ăn mì hay là ăn thịt? Ăn thịt chứ. Ăn thịt nha. Không. Vậy có ăn gì? Ăn mì. Ăn thịt chứ. Không, ăn mì. Ăn mì. Ăn mì. Ừ, ăn mì. À, mì ơi, ba cho. Vậy ba cho đi. Nè. Ba đi cho thịt. Có ấy. Bố có phụ nữ coi cho. Đó, mì thích ăn mì cả nhà. Cảm ơn, cảm ơn. Cái này là mì cay cả nhà, mì cái loại mì cực cay luôn. Bố có vừa kéo. Ừ, con sợ có ăn không được đó. Còn cái này là hành ba rô cả nhà ơi. Mình ăn ở Hàn Quốc ăn thịt nướng là ăn cùng với hành ba rô vậy nè. Ngon. Mẹ ơi. Ơi. Con lông ghế. Em bé rồi, con đi nhìn Nam là chúng em bé lớn rồi. Con đi họp với em bé. Trường con học mà ba nói America. America là gì? Cái ăn của mình cả nhà ơi. Ngon không? Cay không? Không quá. Ngon lắm. Mẹ. Con nói cười cái này cho. Rồi con nói đi. Thôi. Ninh nhìn Nam là em bé hôm ăn ớt rồi con cho ớt cả. Bậy, nhưng mà ăn cái đó cay bé khóc. Nhưng mà con cay. Con thích ăn. Tại cay không cay mà con không thích. Ăn canh thì không tốt. Ngon. Ngon. Không. Bao con. Rồi. Ăn cay là đẹp. Trời. Cô ta. Mẹ không làm gì. Mẹ không làm được. Mà tôi muốn sửa nhà nên thấy quẹo. Bị nói mẹ tập nhiều là được đó cả nhà. Lúc này thịt gao có gì mắc cả nhà. Tại vì Hàn Quốc đang gần tới Trung Thu á cả nhà. Với lại gao lúc này hiếm mắc gao bị bão á. Bóc rồi chứ. 고기 좀 먼저 먹자. 그럼 쫀이 라면 다 먹는다? 아니, 그럼 아빠 먹을 수 없잖아. 비 극기 화이 미 가냐. 좋다. 응.
Có phải làm em bao nhiêu vậy? Giòn thịt nha. Cho sữa nữa. Giòn thịt nha. Dạ. Con nói mẹ này. Nói cái gì? Con cây. Con cây hả? Nói hết chưa? Uống sữa là uống cây. Uống sữa là uống cây. 마트에서 나면 좀 제일 매운 건데. 그 loại mì mì nước này là là cái loại mì cay nhất ở Hàn Quốc cả nhà. Giống như cái loại mì trộn mà mì gà cay phun lửa vậy đó. Nó cay nhất luôn. Hôm nay thịt ba chỉ ngon quá à. Mềm. Tại vì thắt ổ nước sáng gấp xanh mà xích tờ. Đã tài nguồn rồi à. Yo 며칠 영상 안 찍으면서 밖에서 연습했어. 근데 아가 나이 나한테 혼났잖아. 먼지 밥이 뭐야? 뭐 까냐 그냥. 만지면 망가뜨리니까. 하이 đứa mới cãi nhau sùm luôn á. Tại vì ba mấy ngày ba bị ba đi chơi đó, ở nhà mình quay clip mình làm hư cái bàn. Cái ba bị là mẹ ơi đừng có nói. Sao vậy? Sao đừng có nói? Sao đừng có nói? Sao có ngồi một người tự còn trời tới giờ mà nhớ còn cay hả Bi? Đi ba ngày đó ở nhà mình quay clip cái mình làm hư cái bàn đó nhà, giống như cái bàn mà bẻ lại làm đôi thì phải có cái nút chặn mà mình không chặn mình cố bẻ cái nó cũng vô mà cuối cùng nó bị giống như nó bị gãy mất. Mẹ ơi. Con không có quần nhớ mà con làm. Sao kỳ vậy? Ngon. Ngon. Bài xơi á. Ừ. Apa. Chúng ta là thầm. Chúng ta là apa thì một đông nhận đi đâu mát theo một đông người ta. Sao con hỏi mẹ con nhìn ba? Bởi ba mới ừ. Sao kì vậy? Apa. Ừ. Bài xơi á. Ừ. 이번 아빠한테 진짜 얘기한 거예요. 엄마한테 얘기한 거예요. 뭐? 하이, 봐. 맞지? 안 돼요? 야. 가이냐? 가이냐? 뭐? 타이, 봐. 요. 응, 가야. 응, 한가. 응, 뭐야? 엇, 내가 엇, 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 태코맨. 응. 태코맨. 태. 그날 뜬 더냐. 응. 이거 막 뜬 듯. 응? 라면 한 모조 하. 응. 껑 뜬네. 응. 나 껑 뜬네. 껑 뜬네 대 뜬냐면. 응. 그래. 네. 껑 뜬데 대마. 뿅 뺏네. 너무 껑. 아. 너무 맛있네. 임블라 이제. 응. 감은 껑 넉삭으로. 아빠도 천이가 준 거. 까만 엠 하면 걸려요.
gần Tết Trung Thu rồi đó. Xong rồi nghe nói là cái dịp Trung Thu này mấy ngày, trong mấy ngày nghỉ lễ Trung Thu, nghỉ 4-5 ngày cả nhà, là khách từ bên nơi khác nghe trong đất liền ra đây 300.000 người. Trời ơi, chắc cái đảo bị loạn luôn. Tại vì corona này cả nhà, mà đi xuống này đông vậy một lúc á, thấy cũng sợ. Bữa hổm Barbie ra sân bay á, cái một kênh truyền hình lớn của Hàn Quốc á, ở ra sân bay lên thật sự á, cái Barbie lên được mấy giây. Tại vì công an giờ thiếu sinh nào. Cô chú ơi, ở ngân hàng được sự bao à, có rồi. Không phải ở ngân hàng, ở sân bay. Cô chú ơi, ở sân bay được sự mà. Con thấy không? Con có coi không? Đó. Con có coi thật sự đó không? Đúng. Ừ. Coi vậy mà. Barbie nè cả nhà, Barbie lên nói thật sự ở ở sân bay giống như phỏng vấn interview á. Nè ba nè, mẹ cho coi mẹ thấy bà không? Mình có cho ba con coi hết rồi. Rồi hết rồi đó. Lê Mai. 뉴스 나가고 전화도 받았어. 어? TV도 나왔다. 오빠 뉴스에 근데 어떻게 갔어요? 몰라. 야 나 cũng quay clip vậy nè mà. 갔으면 어떻게 올라? Bà thấy bình thường mà, tự nhiên đi lên thời sự có một đoạn hỏi về Trung Thu, cái khoái cười hôi hố khoái trong lòng. Ngộ ngày nào cũng quay gì nè. Mà cũng lên TV nè. Rồi. Con ăn cơm hết rồi cho khóc. Cho gì? Cho con nhỏ nhỏ nói. Cho bánh. Con ăn cơm mới kêu. Con ăn cơm hết rồi. Ăn bánh không cao đâu. Rồi, con ăn kim chi nè. Nhớ xin chào cảm ơn nè. Ăn kim chi nhiều đẹp da. Bi mà ôi trời. Ô chào cô chú nè, chào cô chú đi. Mẹ chào cô chú làm nữa mẹ. Thịt hôm nay ngon quá cả nhà ơi, thịt hôm nay mềm mẹ. Cái gì? Bữa nay bà ba cho đây. Bữa nay làm gì thôi đây. Sao vậy? Đừng có nói luôn. Vậy làm gì đi. Rồi hôm nay mình quay đến đây thôi cả nhà ơi. Bye bye.